Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một đôi loa siêu phẩm đầu bảng của hãng Sansui, model là SBG300, sở hữu 2 bass 30 cm. Đôi loa đầu bảng thì anh em phải nghe, em tháo cái căng ra nha. Đôi loa này đây là một đôi loa cực khủng của hãng Sansui. Đây là được các anh em chơi audio đánh giá là đôi loa JBL của Nhật Bản. Tại sao nó lại như vậy? Cái này là toàn công nghệ của Mỹ, người Mỹ anh em. Những kỹ sư của Sansui làm đôi loa này từ công nghệ của người Mỹ. Đặt nhạc này nghe cho nó rộn ràng tí xíu ha.
Đôi loa này sở hữu hai bát 30 cm, một chép càng cũ cực kỳ to, cũ nó khoảng mười mấy cm. Cái này là những cái lá tán âm và lá này có thể gỡ được. Ống còi nó là bằng nhôm nha. Mặt bóng phía trước ha, tuyệt đẹp luôn, không miếng, không vết bài, không vết chày. Xanh xuôi gò 300 và một chân chính. Miếng tán âm nha. Nó có những cái vết này nè anh em. Mấy cái vết xung quanh những cái bát này nó có cái mấy cái vết này. Anh em biết tại sao không? Cái vết đó là làm viền đó anh em. Cái anh Tây ảnh làm viền rất là độc nha anh em. Cái viền này đúng zin, đúng nguyên bản là phải dán phía trong y như vậy. Cái viền này là làm y zin nha anh em. Cái viền em thấy, anh em thấy mấy anh Tây làm viền anh em phải nói là bái phục luôn. Mấy cái keo mà loại siêu dính của Nhật Bản, ảnh chỉ cần dán vòng mép này là anh hát được rồi đó anh em. Không cần tới cái viền shop nguyên mút đắt tiền như thế này đâu. Ảnh dán keo vòng thế này, ảnh rọc ra rồi ảnh chọc cho tròn như vậy, ảnh dán vào nữa. Rồi đối với máy ảnh thì đôi loa này thật sự ra thì nó không có bao nhiêu, 20 mấy triệu. Đối với máy ảnh thì nói chung là nó cũng không có nhiều, bởi vậy máy ảnh thoải mái. Nhưng về với tay mình, người Việt mình thì những đôi này rất là giá trị. Nhưng mà những cái này thì viền đã được làm y zin lại, nó cũng đã mục hết rồi. Và anh Tây anh dán keo như vậy lột ra cho nên nó có mấy cái dấu sự tí xíu đây thôi nha. Mấy cái mát này nó sự nó bị cặp viền thế này, cái này vết viền thôi. Nhưng mà loa nguyên zin nguyên bản 100%, từ 160 và con lên đến 65. Anh em nghĩ một đôi 2 bát 30, con 65 từ 160 thì anh em nghĩ nó đánh lực cỡ nào. Đôi loa này về trong tình trạng đẹp xuất sắc và xuất sắc, lên đến 95% trên 95%, không có một vết bể vỡ vết nào hết, trong tình trạng thiếu thùng xốp thôi. Đôi loa tuyệt đẹp như thế này, gỗ này nói chung cái màu này là màu nguyên thủy, gỗ tự nhiên, chưa từng qua tốt tát, chưa từng qua lau chùi hay là bắt đánh bất cứ hóa chất gì lên đây hết, màu gỗ tự nhiên hết. Chỉ có một cái lần này là chắc là do cái này, chắc là do ảnh dán keo hay là ảnh làm cái gì đây nè, nó hơi bạc chỗ này một chút, nhưng mà cái bạc chỗ này nó giống như không sao hết nha. Cái màu gỗ này thì nó tuyệt đẹp. Tại sao nó được mệnh danh là đôi loa JB là của Nhật Bản thì nó cũng có cái lý do đó. Và những đôi loa đầu bảng này thì chúng ta để quan sát phía sau nó có gì nha. Wow, phía sau nó cũng là gỗ lạng luôn anh em. Thùng thì nặng 43,5 kg một thùng. Đôi này thì cũng gần cả 100 kg rồi. Và em nó có 4 cái bánh xe zin do kích thước nặng, cho nên người Nhật thiết kế thì 4 bánh xe zin vẫn còn đủ nha. 4 bánh xe zin vẫn còn đủ. Anh em vạch lá tìm sâu thì cũng không tìm được một cái vết bể vỡ nào trên thành quách góc cạnh đâu ha, vuông thành sắc cạnh ha. Vuốt cẩn thận nha, vuốt mạnh quá đứt tay luôn á, quá sắc. Và đây cái mình xem cái thông số nha, nó có cho cầu bắt lo riêng biệt hết nha anh em. SBG 300 8 ohm 2 bát 30,5 cm, công suất và công suất nó lên đến 300W mỗi lo. Đây là một cái điều rất ít gặp ở những đôi lo Nhật Bản nha anh em. Những đôi lo mà nghe nhạc mà nó lên đến 300W thì anh em cũng đã hiểu rồi đó. 300W mỗi lo không phải là một con số nhỏ đối với lo Nhật đâu nhé. Thật sự là nó chỉ hiện hữu trên những dòng loa sân khấu. Nhưng đôi này công suất nó lên đến 300W thì anh em cũng đã hiểu rồi.
dễ tìm thấy cho những người hầu như chưa thấy đâu nào công suất to như vậy. Có đi chăng nữa thì công suất nó cũng ảo thôi chứ không được như này. Còn theo em thấy thì công suất này là đúng là thật 300 đó anh em. Tại vì anh em nghĩ con 65 mà từ 160 thì anh em nghĩ 300W cũng là chuyện thường thôi. Thiết kế hai cái mái che ha, hai cái mái che trên mái che dưới, nhìn vào nó cực kỳ phê. Mấy anh Nhật anh thiết kế cũng rất là độc đáo nha. Chết mẹ, thẳng dây luôn rồi. Thôi quay tới đây thôi. Đây nè, thành quét góc cạnh của nó ha. Do dây này thẳng là quay không được nữa. Thành quét góc cạnh thì nó sắc nha, vuốt mạnh tay chảy máu luôn á, tức tay luôn. Công suất 300W. Đẹp, đôi này đẹp thiếu thùng xốp thôi, đẹp khen xào an thôi. Anh em không phải nghĩ. Rồi em nhanh nhanh gọn luôn, em báo giá cho anh em là 21.500.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship cho một đôi loa siêu khủng của Samsung như thế này. Thì mọi chi tiết anh em liên hệ 0916 517 912. Xin cảm ơn toàn thể anh em. Em xin kết thúc clip tại đây. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Xin cảm ơn.